Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tại vì muốn của Chúa đó là muốn cho chúng ta ở trong giới ước hôn nhân và không muốn cho chúng ta phải kinh nghiệm cái sự gãy đổ hoặc là thất bại, ly dị ở trong hôn nhân của mình. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ tiếp tục về một chủ đề cũng liên quan đến hôn nhân, đó là chữa lành những tổn thương trong hôn nhân. Trước hết thì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Chúa Ngài dựng nên hôn nhân và Ngài muốn cho vợ chồng được hạnh phúc ở trong hôn nhân đó. Người chồng sẽ có thể cảm nhận được tình yêu của người vợ và hai vợ chồng họ có thể vui thích ở trong mối liên hệ luyến ái. Trong Ngôn đoạn 5 câu 18 cho đến 19, lời của Chúa nói thế này: Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đăng thi. Như nai cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt, nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mê mãi mãi. Thưa quý mài chị, lời của Chúa nói rằng là người chồng sẽ có thể vui thích nơi vợ của mình cưới trong tuổi đăng thi, và tình yêu của họ sẽ cứ quấn quýt với nhau giống như là những con nai cái với hoàng dương rất là đáng yêu và xinh đẹp thế nào, thì hai vợ chồng họ sẽ yêu nhau và họ sẽ nhìn nhau với những hình ảnh rất là tươi đẹp như vậy. Xin Chúa giúp cho hôn nhân của chúng ta sẽ có thể được phước hạnh và tươi đẹp giống như là của Chúa ở đây. Ở đây Chúa nói rằng là nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng làm khiến cho con được say mê mãi mãi. Cái câu hỏi đặt ra đó là liệu rằng tình yêu của chúng ta cho đến ngày hôm nay nó có còn tươi đẹp giống như lúc ban đầu hay không? Bởi vì lời của Chúa nói rằng là chúng ta cần phải thỏa lòng và chúng ta cần phải say mê ở trong mối hôn nhân này. Thực tế thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái tổn thương và có nhiều cái nan đề nó xảy ra khiến cho hôn nhân không được hạnh phúc, không được suôn sẻ giống như là dự định lúc ban đầu của đôi lứa. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng là nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và tình yêu của người nữ đó sẽ khiến cho người chồng say mê mãi mãi. Chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ theo lời của Chúa để chúng ta tìm ra sự chữa lành cho những tổn thương, những mất mát ở trong hôn nhân. Bởi vì đây là một trong những điều mà chúng ta thấy được nó xảy ra nó là khủng khiếp ở trong xã hội của Việt Nam của chúng ta. Theo báo cáo của tòa án thì ở Việt Nam của chúng ta cứ mỗi năm giải quyết 600.000 vụ ly dị. Mỗi năm đó quý vị, 600.000 vụ ly dị. Và cứ mỗi 2,7 cặp vợ chồng thì có một cặp vợ chồng đưa đơn ly dị. Tức là cứ gần 3 cặp kết hôn với nhau thì có một cặp ly dị ngay tại Việt Nam của chúng ta. Và cứ mỗi năm thì cái số lượng người ly dị càng gia tăng nhiều hơn. Và số lượng người ly dị ở Việt Nam của chúng ta trong 70% các cuộc ly dị thì là do người nữ họ đưa đơn. Và xảy ra nhiều nhất là ở trong độ tuổi dưới 30 tuổi. Dưới 30 tuổi thì họ ly dị rất là nhiều. Cho nên lời của Chúa buổi chiều nay sẽ đem đến sự chữa lành cho hôn nhân. Trước hết đó là con cái Chúa. Chúng ta là những người đã đến với nhau ở trong tình yêu. Chúng ta tự nguyện bước vào trong hôn nhân đó. Chúng ta bắt đầu cuộc hôn nhân của mình bằng tình yêu. Và bây giờ chúng ta mong muốn rằng tình yêu của mình, mong muốn hôn nhân của chúng ta được kết thúc bằng tình yêu. Nhưng mà dường như chúng ta gặp rất là nhiều nan đề và trục trặc. Thì tôi cầu nguyện xin Chúa Giêsu Christ, Ngài chính là đấng sức dầu. Ngài đem đến sự chữa lành cho những tấm lòng tổn thương, tan vỡ, và Ngài có thể chữa lành phục hồi cho hôn nhân của chúng ta. Nói về hôn nhân thì chúng ta biết rằng là hôn nhân thì nó có nhiều cái hôn nhân vô cùng khó nói, khó xử. Tôi ví dụ như là có những cặp họ đến với nhau chỉ vì gia đình sắp đặt, chứ họ không yêu nhau, yêu thương nhau gì cả. Lúc ban đầu bởi vì cớ gia đình muốn là con của mình kết hôn với người kia là để cho môn đăng hộ đối,
hoặc là họ đến với nhau là bởi vì có tiền bạc vật chất, họ đến với nhau vì có danh lợi quyền, họ cưới nhau không phải vì tình yêu gì cả. Và bây giờ thì họ sống chung với nhau và họ phát hiện ra rằng là trong hôn nhân của họ không có tình yêu. Rồi có những hôn nhân họ được thành lập bởi vì có bạo lực, bởi vì có người nữ bị xâm phạm tình dục hoặc là bị cưỡng hiếp, rồi thế là người nữ mang thai, và khi mà có thai như vậy bắt buộc phải cưới nhau để không có bị xấu mặt gia đình. Và có những cái hôn nhân nó xảy ra như vậy, đúng không anh chị em? Đau khổ vô cùng, nó không có tình yêu ngay từ lúc ban đầu. Rồi có những hôn nhân họ phải bắt đầu bằng cái sự là bùa chú tà thuật, như là người nam bỏ bùa người nữ hoặc là người nữ bỏ bùa người nam để cái người đó bị u mê và cưới mình. Thì sau một thời gian chung sống, cái người kia phát hiện ra rằng là người này đã bỏ bùa mình, và tình yêu bắt đầu nó chết dần chết mòn. Thì sứ điệp buổi chiều hôm nay tôi không muốn nói đến những hôn nhân như vậy, tại vì những hôn nhân như vậy thì nó đang đứng ở cái nguy cơ của bờ vực phá sản. Nó thuộc vào trong cái quyết định của người trong cuộc. Nếu chúng ta muốn tiếp tục thì chúng ta sẽ nhìn thấy cánh tay của Chúa hoạt động ở trên hôn nhân của mình. Còn nếu mà chúng ta không muốn tiếp tục nữa thì dĩ nhiên cái đó cũng không phải lỗi của chúng ta, bởi vì nó đã bắt đầu từ trong cái chỗ sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng mà buổi chiều hôm nay tôi chia sẻ về việc chữa lành những tổn thương trong hôn nhân. Khi mà hôn nhân cả hai vợ chồng họ đến với nhau bằng tình yêu chân thật, họ đến bằng sự tự nguyện, họ đến bằng với tất cả cái con tim và tuổi xuân của họ. Và lúc ban đầu họ có thể rất là vui vẻ, họ rất là yêu quý nhau, thậm chí họ có thể chờ đợi nhau đến 4-5 tiếng đồng hồ mà cũng không cảm thấy mỏi mệt. Nhưng mà sau một thời gian họ chung sống với nhau thì có nhiều điều nó xảy ra và làm cho họ cảm thấy nản lòng, hoặc là cảm thấy tình yêu nó nguội dần đi. Nhưng mà trước hết thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngài chính là đấng được sức dầu để đem đến sự chữa lành cho những con người có tấm lòng bị tan vỡ. Ê-sai đoạn 61 câu 1 là của Chúa chép rằng là thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, ngài đã sai ta đến đặng rực những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sai đến để rực những người có tấm lòng tan vỡ, những người có tấm lòng bị tổn thương, những con người có một cái sự đau đớn, đau khổ ở trong tình cảm và cảm xúc của họ. Và chỉ có Chúa mới có thể rịch lại những tấm lòng tan vỡ như vậy mà thôi. Tôi phát hiện ra rằng là trong quá trình hai vợ chồng họ sống chung với nhau trong một mái nhà, thì những cái sự tổn thương ở trong quá khứ cũng chính là một trong những nguyên nhân rất lớn khiến cho cả hai vợ chồng không thể hạnh phúc với nhau được. Và buổi chiều nay chúng ta sẽ phân tích về những cái tổn thương nào khiến cho người vợ hoặc là người chồng cảm thấy không thể thỏa lòng, không thể thỏa mãn ở trong tình yêu liên ái của họ. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Mi-canh. Chúng ta biết rằng là Mi-canh là vợ của vua David, đúng không ạ? Sau khi mà vua David đã giết Goliath thì cái phần thưởng dành cho người giết Goliath đó là sẽ cưới được Mi-canh là vợ của Saul. Xin lỗi, là con gái của Saul. Mi-canh đã được gả cho vua David một cách rất là vinh dự, bởi vì David chính là người đã giết Goliath. Và trước khi mà cưới như vậy đó quý vị, không phải chính là giết Goliath là được cưới liền đâu, nhưng mà phải có 100 cái dương binh bì của người Philistine nữa. Và David đã làm xong được điều đó, và David đã có thể cưới được Mi-canh. Và Mi-canh cũng rất yêu quý David. Lời của Chúa ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 18 câu số 20, lời của Chúa nói thế này: nhưng Mi-canh con gái của Saul yêu mến David, khi Saul hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Câu 28: Saul nhìn biết Giê-hô-va ở cùng David, Mi-canh con gái của Saul yêu mến David. Đây là cái khởi đầu của tình yêu và hôn nhân của David với Mi-canh. Nhưng mà sau đó một thời gian họ sống với nhau thì thời cuộc thay đổi. Một ngày kia Saul là cha ruột của Mi-canh, không biết vì lý do gì đem con gái của mình là Mi-canh
để mà gả cho một người nam khác. Chúng ta xem ở trong Samuel thứ nhất đoạn 25 câu 44. Samuel nhất đoạn 25 câu 44. Và Saul đã gả Mi-canh con gái mình và là vợ của David cho Phan-ti con trai của La-ít người Ga-li. Hai vợ chồng người ta đang sống đang yên đang lành như vậy, ông bố vợ ông đem vợ của mình gả cho một người nam khác không có một lý do hẳn hoi, và David cũng không có một tiếng nào hết. Mãi cho đến Samuel thứ nhì đoạn 3 câu 14 cho đến 16, lúc này thì David sai một sứ giả để mà đem vợ của mình về. Tôi sẽ đọc lời của Chúa đây. Samuel thứ nhì đoạn 3 câu 14 cho đến 16. David bèn sai sứ giả đến Ích-bô-sết con trai của Saul mà nói rằng: hãy trả lại Mi-canh vợ ta mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin. Ích-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Pha-ti-ên con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Áp-ne nói với người rằng: hãy đi trở về nhà ngươi. Rồi Pha-ti-ên trở về. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 25 câu 44 thì kể người Phan-ti này được gọi là Phan-ti-ên ở trong Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 3 này. Thì Phan-ti và Phan-ti-ên này là một, bởi vì là con trai của La-ít. Và Kinh Thánh nói rằng là khi mà Mi-canh là vợ của David được đem về David đó, thì cái ông chồng này đó, ông đi vừa khóc, tại vì thương quá. Cho dù rằng là biết rằng là vợ mình chỉ là người đến xa thôi, vợ mình trước đây đã từng là vợ của David, sống một thời gian ngắn thôi, nhưng mà dù là ngắn, ở chung với nhau như vậy cũng là vợ là chồng, cũng có nhiều tình nghĩa, có nhiều cái kỷ niệm lắm. Và khi mà Mi-canh trở về với David là chồng trước của mình quý vị, thì một thời gian sau, đúng ngay cái ngày mà David ông rước hòm ước vào trong thành của mình, David ông nhảy múa, ông ngợi khen Chúa trước hòm ước, thì Mi-canh đứng nhìn qua cửa sổ và thấy chồng của mình nhảy múa như vậy, lòng của bà khinh dễ. Chúng ta xem ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 6 câu số 16. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-canh con gái của Saul dòm ngang một cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Đến đây chúng ta thấy được cái tình cảm hay là cái tình yêu của Mi-canh nó không còn như trước, đúng không ạ? Cái tình yêu mà Mi-canh dành cho David là chồng của mình đó, nó không còn như là ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn số 25 của 44. Nhưng mà thay vì là yêu thương thì bây giờ bà có một cái sự không tôn trọng, thậm chí là khinh bỉ chồng của mình. Tại sao mà bà lại không hòa nhập vào trong cái đám người ở dưới thờ phượng Chúa cùng với chồng mình, mà bà lại đứng ở trên và dòm xuống từ xa? Theo tâm lý học thì chúng ta biết rằng là sau khi mà qua tay của những người đàn ông như vậy thì Mi-canh bà không còn là chính bà như xưa nữa. Tấm lòng của bà đã có những cái tổn thương và có những cái cay đắng. Có thể cay đắng vì cớ Saul là cha của mình đã đem mình để mà gả cho một cái người đàn ông khác. Và đang khi mà ở với người đàn ông khác như vậy thì chồng cũ mình đem mình về lại nữa. Có những cái sự thay đổi trong tình cảm và trong hôn nhân của bà khiến cho bà có thể bị tổn thương và bà không còn là bà nhà như xưa. Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái câu chuyện khá là buồn cho David. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta có một bài học cho chính mình ngày hôm nay, đó chính là đôi khi người vợ hoặc là người chồng không còn như trước đây là bởi vì có những cái tổn thương họ trải qua. Mình không hiểu được những gì họ đã trải qua trước khi mà họ có thể đến với mình, hoặc là sau khi kết hôn có những cái tổn thương mà họ không nói ra, nhưng mà nó đã hình thành ở trong tấm lòng của họ vì cớ những cái sự bất công, hoặc là có những cái gì đó nó xảy ra mà người ta không ngại, không dám nói ra. Tôi để ý và tôi thấy rằng là
có những cái tổn thương từ khi còn trẻ, nếu mà người nữ họ không giải quyết thì khi mà bước vào trong hôn nhân hiện tại thì nếu mà không đáp ứng được cái điều gì đó của người nữ thì người nữ đó sẽ có thể khơi gợi lại, nhớ lại những cái tổn thương của mình và họ sẽ bị cám dỗ để mà thôi chồng của mình. Có những cái tổn thương chẳng hạn như là bị lạm dụng hoặc là bị xâm hại từ khi còn trẻ, có những cái ức kinh hoàng mà người nữ họ trải qua, và nếu mà người chồng chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta sẽ có thể khó chấp nhận vợ của mình. Người nữ thì họ có những cái điều mà chúng ta biết rằng là cái sự tấn công tình dục nó là một trong những cái điều mà dường như rằng là hầu như phụ nữ nào thế giới này cũng phải trải qua cả. Cho nên là người chồng chúng ta cần phải hiểu được những gì vợ mình đã từng trải qua trong quá khứ, và là một người chồng tin Chúa, chúng ta cần phải mặc lấy tình yêu của Chúa để đem vợ mình đến với Chúa và đem đến sự chữa lành cho nàng. Hoặc là cô ấy cảm thấy bị phản bội, cô ấy bị xem thường, hoặc là bị ai đó chửi rủa, hoặc là bị gia đình, người thân. Có gì không chị Thắm? Ổn ha? Hoặc là có những người nữ họ trải qua cái sự coi thường, hoặc là sự phản bội, sự chửi rủa của những người thân trong gia đình. Có những lời chửi mắng thậm tệ khiến cho cô ấy bị tổn thương, và cô ấy có những sự méo mó ở trong tình cảm. Rồi đôi khi trong cái sự méo mó từ tình cảm đó thì người nữ họ bị cám dỗ để so sánh người chồng của mình với những người nam khác. Trong tiềm thức, trong cái sự vô thức, đôi khi thấy ô sao mà cái người tốt hơn chồng của mình, nhưng mà thật ra cái người nữ đó không nhận biết rằng là mình là người bị khước từ, mình bị tổn thương. Và mình cần phải được chữa lành trước cái đã, rồi sau đó gia đình của mình sẽ được thay đổi sau. Rồi có những dạng tổn thương như là có những cái lời của thầy bói trước khi mà hai người đến với nhau ở trong hôn nhân đó, thì đi coi thầy. Gia đình lúc đó có thể chưa tin Chúa, rồi đi coi thầy, rồi thầy phán rằng là bây giờ hai vợ chồng con yêu nhau thiệt đó, nhưng mà đến năm mà 40 tuổi á, là có chuyện á, lục đục nè. Thứ nhất là tuổi không hợp nhau nè, nó tứ hành xung nè. Rồi thứ hai nữa là thế này thế kia đó, nó nói ra tùm lum hết, bói ra ma, quét nhà ra rác mà, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta hạnh phúc á, mình không có nhớ đến những điều đó. Nhưng mà khi mà không hạnh phúc, lục đục bất hòa xảy ra, bắt đầu mình nhớ lại ngày xưa ông thầy đó nói thế này. Ồ, hồi xưa ba mẹ mình nói đúng rồi ha. Không hợp tuổi, không thủy, không hợp, mạng cũng không hợp. Cái gì cũng không hợp hết. Nhưng mà điều đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cần được chữa lành khỏi những cái lời của những thầy bói, nhất là những cái sự thờ cúng mê tín dị đoan, tà thuật. Chúng ta phải cắt đứt tất cả những cái lời tiêu cực đó. Bị tổn thương nhất á, quý mài trẻ, đó vẫn là người bị ép gả theo ý muốn của cha mẹ. Chẳng hạn như là cô gái này đang có người yêu, nhưng mà cha mẹ thì lại muốn con gái mình cưới người khác. Và trong thực tế tôi đã cầu nguyện cho những người như vậy, tức là họ phải vì cớ chưa hiểu mà phải cưới cái người theo ý cha mẹ của mình. Nhưng mà khi mà ở chung với cái người theo ý cha mẹ của mình sắp đặt thì càng bị tổn thương nhiều hơn. Bởi vì hôn nhân đó nó không có tình yêu. Hôn nhân đó nó chỉ là một cái sự thỏa thuận giữa con người với con người thôi, chứ nó không phải là một hôn nhân có tình yêu thật sự. Và khi mà hôn nhân mà không có tình yêu đó quý vị, nó cảm thấy ngột ngạt lắm. Nó giống như là một cái trách nhiệm hơn là một cái sự vui thích ở trong mối quan hệ đó. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái sự tổn thương nó đến từ đâu,
thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được bằng cách là chúng ta sẽ phẫu thuật nó và chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết cho nó. Dĩ nhiên nếu chúng ta muốn tiếp tục thì Chúa ngài có cách để can thiệp và Chúa chữa lành hôn nhân đó. Có thể lúc ban đầu chúng ta không bắt đầu mình nên yêu, nhưng mà sau này chúng ta tin Chúa và chúng ta muốn hôn nhân của chúng ta được tiếp tục, bởi vì cớ con cái, vì cớ gia đình của chúng ta không muốn nó đổ vỡ, thì chúng ta vẫn có thể đến với Chúa, xin Chúa ngài tha thứ cho những lỗi lầm, những sai phạm của con, và xin Chúa giúp cho con có thể tiếp tục được cái hôn nhân này. Và khi mà chúng ta cầu nguyện một cách chân thành với Chúa như vậy, Chúa có thể sẽ thăm viếng và thay đổi tấm lòng của người kia. Nhưng mà trong cái trường hợp mà tôi nhìn thấy đó là khi mà cái người này cầu nguyện cho người kia được thay đổi mà người kia dường như không thay đổi, thì cái hậu quả cuối cùng nó, cái chuyện gì nữa đến nó sẽ đến. Cho nên để cho cái hôn nhân mà giả sử nó bị gọi là bị ép gả theo ý muốn của gia đình cha mẹ, nó đã lúc ban đầu không có tình yêu rồi mà muốn cho nó tiếp tục, mà đến cuối cùng quý vị bắt buộc cả hai cần phải có sự thay đổi. Còn nếu một trong hai người mà không có thay đổi, tức là mình không có một cái sự nỗ lực để thay đổi chính mình, để mình có thể tạo cảm hứng, tạo cảm xúc, tạo yêu thương cho vợ, cho chồng của mình, thì hôn nhân đó nó chắc chắn nó sẽ bị thay đổi. Bởi vì nó lúc ban đầu nó không phải là một cái tình yêu chân chính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về nhận diện những dấu hiệu của cuộc khủng hoảng trong hôn nhân. Khủng hoảng trong hôn nhân thì mình nhìn qua mình có thể biết được đúng không ạ? Nhưng mà đây là những dấu hiệu đây. Chiến tranh lạnh, thứ nhất đó là chiến tranh lạnh ở Mỹ kéo dài. Hai vợ chồng có thể sống chung cùng nhà, ngủ chung cùng một giường, ăn chung cùng một mâm, nhưng mà có thể họ không nói chuyện với nhau. Họ không nói chuyện với nhau. Hoặc là họ có nói chuyện với nhau đó, thì mở miệng ra là cãi lộn với nhau thôi. có những cặp vợ chồng lạ lắm, thấy họ im không nói gì hết, nhưng mà khi mà mình khích lệ họ nói chuyện đó, họ cũng nói chuyện, nhưng mà nói chuyện hồi cái là gây nhau, cãi rất là dữ tợn với nhau. Thì tôi phát hiện ra một điều rằng là một trong hai người hoặc là cả hai người họ không biết cách nói chuyện với nhau. Một trong những cái nghệ thuật để dạy cho con người chúng ta biết cách để mình có thể mình gọi là nói chuyện hay, đó là mình cần phải biết lắng nghe. Nếu hai vợ chồng cùng nhau nói chuyện mà cả hai cùng nhau nói, không ai lắng nghe ai hết đó, thì chắc chắn là cuộc nói chuyện nó sẽ bị gãy đổ. Vợ chồng cần phải là một sự tương giao hai chiều, chứ không phải là độc thoại. Không phải là ông chồng suốt ngày ông nói rồi bà vợ phải nghe, hoặc là bà vợ suốt ngày nói rồi ông chồng phải nghe. Nhưng mà để nói chuyện được với nhau một cách cởi mở thì cả hai cần phải lắng nghe nhau, cần phải có sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau. Nếu chúng ta không giải quyết được cái chỗ này thì chiến tranh lạnh nó sẽ khiến cho hôn nhân của chúng ta đi đến hồi kết thúc trong một ngày không xa. 90% những cuộc hôn nhân kết thúc là bởi vì cớ họ không biết cách để dàn xếp chiến tranh lạnh. Nếu chiến tranh lạnh mà không giải quyết được đó quý vị, thế giới này sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba. Làm sao để kết thúc chiến tranh lạnh đây? Như tôi nói khi nãy, đó là chúng ta cần phải học nghệ thuật nói chuyện, phải ngồi lắng nghe vợ, lắng nghe chồng của mình. Đừng nhảy vô họng người ta khi mà người ta nói, nhưng mà hãy xin phép ngắt lời, hoặc là mình cần phải có lịch sự trong khi nói chuyện. Đây là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó cơ bản quá, ai cũng biết hết, làm sao mình nói chi. Nhưng quý vị ơi, tôi đã thấy có nhiều cặp vợ chồng họ cứ giằng nhau, họ nói ai cũng cho là mình đúng, không chịu lắng nghe nhau, cứ cho rằng là mình hơn người khác, và điều đó nó sẽ càng khiến cho cái chiến tranh lạnh nó căng thẳng nhiều hơn. Cho nên cái bước đầu tiên để chúng ta nhận diện được cái khủng hoảng trong hôn nhân của mình, đó là có chiến tranh lạnh hay không, và nó có âm mỉ kéo dài hay không. Nếu kéo dài thì chúng ta cần phải nhanh chóng chúng ta nhờ đến
mục sư hoặc là người nào đó là trưởng lão trong hội thánh để có thể khuyên can người phối ngẫu của mình để hôn nhân đó sẽ không có bị lạnh nữa. Gia đình của chúng ta cần phải là máy ấm chứ không phải là máy lạnh nha quý vị nghe. Amen không quý vị? Quý vị muốn gia đình của mình là máy ấm không? Và máy ấm thì chúng ta cần phải tạo ra một không khí ấm áp của sự lắng nghe, thân thiện, nói chuyện gần gũi. Hai người vợ chồng cần phải là bạn của nhau để mình nói chuyện với nhau. Thì lúc đó không khí gia đình của chúng ta nó phước hạnh lắm quý vị ơi. Tôi cũng đã từng trải qua những thời khắc gọi là chiến tranh lạnh, nhưng mà cảm ơn Chúa nó không kéo dài. Để cho mình có thể hiểu được rằng là cái người ở trong cuộc đó, khi họ đối diện với chiến tranh lạnh nó khủng khiếp thế nào. Nhiều khi khó nói chuyện nhưng mà mình tại trong cái chỗ khó đó mình phải cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con muốn kết thúc cái chiến tranh lạnh này càng sớm càng tốt. Có thể lỗi của con hoặc là có thể là lỗi của nàng, nhưng con không muốn cái điều này nó làm ảnh hưởng đến hôn nhân của con. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã thay đổi tình hình và không còn chiến tranh lạnh với nhau nữa. Rồi thứ hai đó là bất đồng trong những chuyện nhỏ nhặt. Hai vợ chồng bây giờ thay vì mình nhận phần lỗi của mình, nhưng mà mình cứ tìm cách để mình đổ lỗi cho vợ hoặc là cho chồng. Có những cặp vợ chồng họ bất đồng trong những chuyện rất là nhỏ nhặt. Vừa rồi có một người chị em nhắn tin với tôi: mục sư ơi, em khổ vô cùng bởi vì chồng của em cái chuyện nhỏ thôi mà cũng trách cứ em nữa. Tôi hỏi chuyện nhỏ là sao? Mục sư thấy không, cái cuộn giấy đó mà để thẳng như vậy á mới được, còn mà để nằm xuống á là ổng cứ nói cái chuyện đó từ sáng đến tối. Cái cuộn giấy ở trong nhà vệ sinh mà để phải đúng thẳng như vậy nè, còn để mình để nằm xuống á là không đúng ý ổng, là ổng nói cằn nhằn từ ngày này qua ngày kia. Tôi nói đúng là tội nghiệp cho em quá, nhưng mà cầu nguyện cho chồng em đi, để anh ấy thấy được rằng là cái vấn đề nằm ở ảnh chứ phải nằm ở em. Và có những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu từ trong cái chỗ mà cái tính nhỏ nhen của con người chúng ta. Không phải chỉ đàn ông đâu quý vị, ngay cả phụ nữ cũng vậy nữa. Nếu chúng ta nhỏ nhen quá, chúng ta cái gì mà chúng ta cũng chấp nhất hết đó quý vị ơi, khó có thể nào hạnh phúc được trong hôn nhân lắm. Nước trong quá thì không có cá, đúng không quý vị? Cá cơm mình xào tới xào lui xào nửa tiếng hồ là nó nát bấy hết. Cho nên xào vừa thôi, xào cho vừa đủ chín vừa đủ ăn. Chứ mà cá cơm mà xào nửa tiếng hơn là nó nát thành cá gì luôn, cá cám chứ không phải là cá cơm nữa. Tôi thấy có những cái chuyện nó vô cùng nhỏ thôi, mình có thể nói qua một cái rồi xong, quên đi. Đừng để cho nó trở thành một cái đề tài thường xuyên ở trong gia đình của mình. Đây là những cái chuyện mà tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhưng mà nó không nhỏ quý vị. Nếu chúng ta không có sự để ý thì nó sẽ khiến cho hôn nhân chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng xấu. Thứ ba đó là tranh cãi không có hồi kết. Đấy, từ trong những cái chuyện nhỏ nhặt mà tranh cãi hoài từ tháng này qua tháng nọ, từ năm nay qua năm nọ không hồi kết thì nguy hiểm lắm. Chúng ta cần phải biết điểm dừng và chúng ta cần phải có một tấm lòng hạ mình để nhận lỗi về phía mình, hoặc là tha thứ cho người chồng, tha thứ cho người vợ, để cái sự tranh cãi đó nó không phải là cái nguyên nhân khiến cho hôn nhân của mình nó càng ngày càng tệ hơn. Thứ tư đó là nghi ngờ trong mọi chuyện. Mà nhiều khi chồng của mình đi đâu có chút xíu thôi mà ổng giả sử điện thoại hết pin, bà vợ gọi không được, thế là nghi ngờ chồng của mình chắc là đang nói chuyện với ai đó, hoặc là đang có cái gì đó mà mờ ám cho nên là mới tắt điện thoại. Nhưng mà giả sử nếu mà chồng mình thường xuyên mà tắt điện thoại như vậy đó, quý vị cần phải nghi ngờ là đúng. Nhưng mà giả sử nếu mà anh ấy chỉ là một hoặc là hai lần thật sự hết pin mà chúng ta gọi không được, thì chúng ta đừng có để cho cái sự nghi ngờ đó là một cái sự nghi ngờ vô cớ, nó khiến cho hôn nhân của chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi vì nếu hôn nhân mà không có sự tin tưởng nhau đó quý vị, nó sẽ khiến cho cả hai rất là khổ sở vô cùng. Hoặc là người chồng lúc nào cũng nghi ngờ vợ của mình,
hoặc là có những cái suy nghĩ không hay, nó cám dỗ tâm trí của mình rằng là vợ tôi không chung thủy với mình hoặc là cái gì đó. Quý vị ơi, hãy đuổi đi quý vị ơi. Khi tôi nói những điều này thì hầu như tất cả những người đàn ông chúng ta đã từng lập gia đình, chúng ta đều mắc phải hết, đúng không ạ? Tại vì nếu mà mình yêu thì mình ghen, đúng không ạ? Cái chuyện đó rất bình thường. Chỉ có người mà không yêu họ mới không ghen thôi. Nhưng mà đã yêu rồi thì sẽ có ghen. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ để cho phép mình trở thành một người hay nghi ngờ, giống như Tào Tháo. Tào Tháo là chúa nghi ngờ luôn. Thậm chí ông ngủ ông cũng mở mắt nữa, tại vì ông không có tin những cái người lính thân cận bên cạnh mình. Cho nên là người ta nói nghi ngờ như Tào Tháo, không ai làm việc được với Tào Tháo hết. Chúa không muốn cho chúng ta trở thành những Tào Tháo trong gia đình của mình. Chúa muốn chúng ta trở thành những con người được phước ở trong hôn nhân của mình. Quý vị hãy tin cậy lẫn nhau. Mà để có sự tin tưởng đó quý vị, chúng ta cần phải nói chuyện nhiều hơn. Vợ chồng chúng ta nên có thời gian để chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nói chuyện, ngồi lại với nhau. Khi không có con cái bên cạnh, chúng ta hãy tranh thủ thời gian đó để nói chuyện với nhau. Và khi chúng ta càng nói chuyện, chúng ta sẽ càng hiểu nhau hơn và chúng ta sẽ càng gần gũi với nhau hơn. Và thứ năm, cái cuối cùng đó là thờ ơ trong chuyện tranh gối. Đây là cái dấu hiệu cuối cùng của khủng hoảng trong hôn nhân. Tức là bởi vì có những bất đồng, những tranh cãi, những nghi ngờ, những chiến tranh lạnh ở Mỹ kéo dài, cho nên là cảm xúc nó bị tuột không phanh. Mà khi cảm xúc bị tuột không phanh thì cái chuyện chăn gối nó không còn có hứng thú nữa quý vị. Và khi mà chăn gối mà không còn hứng thú nữa thì khổ lắm. Hai vợ chồng không thỏa mãn, không hạnh phúc được với nhau. Và khi mà không hạnh phúc được với nhau thì ma quỷ nó sẽ đem cái thứ ba vào. Lạ lắm, nhiều khi á, có những ông chồng nhìn bà vợ mình không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện đó hết. Nhưng mà tự nhiên ma quỷ nó đem cái người con gái rất là bình thường đi ngang qua mắt mình, cái thôi bắt đầu bao nhiêu cảm xúc nó lại tấn công mình. Tự nhiên cái mới lạ gì đó nó khiến cho mình cảm thấy giống như là hồi xuân. Đó là một trong những cảm giác khủng khiếp nhất quý vị. Cho nên chúng ta cần phải để ý đến vợ, đến chồng của chúng ta, và đừng bao giờ thờ ơ trong chuyện chăn gối. Bởi vì đó là một trong những cái bí quyết để giữ cho hạnh phúc được đầy nữa. Quý vị nhớ câu thánh này tôi đọc không ạ? Nguyện nương lòng nàng làm thỏa lòng con luôn luôn. Nương lòng là gì quý vị? Nương lòng đó là cái cặp ngực, đúng không ạ? Ngực thì có hai bên. Và trong cái nghĩa bóng đó quý vị, thì cái nương lòng nó tượng trưng cho tân ước và cựu ước. Để chúng ta hiểu được kinh thánh, chúng ta cần phải hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng. Lời của Chúa có thể chép ra nghĩa đen, nhưng mà chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng. Đó là chúng ta là một nàng dâu tinh sạch của Đấng Christ. Và Đấng Christ Ngài nhìn chúng ta, Ngài yêu chúng ta lắm quý vị ơi. Ngài nhìn chúng ta như là một người nữ đẹp, và Ngài say mê chúng ta. Và Ngài nhìn vào trong hình dáng của chúng ta, Ngài luôn thỏa lòng. Và Ngài mong muốn rằng hôn nhân của vợ chồng, của con người đó quý vị, cũng phản ánh ra tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại này. Chồng cần phải nhìn thấy thân thể của vợ mình nó đẹp và phải say mê cái tình yêu đó. Chứ nếu mà đàn ông mà nhìn vợ mình mà ngán hoặc là không muốn đến gần nữa quý vị ơi, nguy hiểm vô cùng luôn, đó là báo động đỏ rồi. Nhìn vợ mình mà chán, mà nhìn thấy hàng xóm mà thấy chảy nước dãi là thấy nguy hiểm. Cho nên chúng ta đừng bao giờ coi thường cái chuyện này quý vị. Đừng bao giờ coi thường chuyện này. Lời của Chúa là dành cho tất cả mọi người và tất cả mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Nó áp dụng luôn cho cái hôn nhân của chúng ta, cho vấn đề luyến ái của hai vợ chồng nữa quý vị. Cho nên là nhiều cuộc hôn nhân khi mà không có Chúa đó, họ khổ lắm. Cho đến khi họ tin Chúa rồi, họ nói là ước gì mà em trước đây em được nghe những lời chia sẻ này, thì hôn nhân của em sẽ không có đến nỗi như vậy. Đôi khi chúng ta không có lời của Chúa, cho nên là chúng ta bị đánh mất đi hôn nhân của mình. Xin Chúa Ngài cho chúng ta là những người còn ở lại trong hôn nhân này, để chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta nỗ lực giữ lấy những gì Chúa ban cho chúng ta. Trừ khi trường hợp là chúng ta đoái đế lắm, cái người kia không chịu thay đổi, nói hoài mà không thay đổi, chứng nào cứ tật đấy, cứ làm tổn thương mình, cứ làm cho mình cảm thấy cực lòng, cảm thấy bị tổn thương, đau khổ,
thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện mà mình phải phải say goodbye mà thôi. À, có một cái bệnh mà khiến cho hôn nhân của nhiều người ngày hôm nay họ phải rất là khó giải quyết, đó chính là cái bệnh ái kỷ. Bệnh ái kỷ hoặc là rối loạn nhân cách ái kỷ, được gọi là chứng yếu bản thân thái quá. Đây là một trong những bệnh lý về về thần kinh. Bệnh nhân mắc bệnh lý này thì chỉ quan tâm đến bản thân của mình, luôn mong muốn người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình, nhưng mà lại thiếu sự tôn trọng và đồng cảm với người khác. Bệnh lý này thì xuất hiện ở nam giới nhiều hơn là nữ giới và thường bắt đầu ở độ tuổi thiếu niên hoặc là trưởng thành. Bệnh nhân mắc bệnh ái kỷ thường có hành vi kiêu ngạo, thiếu đồng cảm với mọi người và chỉ muốn được mọi người ngưỡng mộ mình, không quan tâm đến những người xung quanh mình, nhưng mà lúc nào cũng muốn mình là trung tâm của vũ trụ, trung tâm ở trong ngôi nhà của mình. Những người ái kỷ thường được mô tả là những người tự phụ, luôn xem bản thân là trung tâm. Họ có tính cách bất thường và luôn tin rằng mình xứng đáng được đối xử đặc biệt, giống như mình là vua ở trong cái ngôi nhà đó. Và những rối loạn về nhân cách liên quan bao gồm rối loạn chống đối xã hội, có những cái những cái triệu chứng như là không muốn người khác nhắc nhở phê bình mình, hay là khoác lác về năng lực bản thân, tự xem mình là nhân vật quan trọng và muốn trở thành trung tâm, muốn được mọi người chú ý, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, thiếu sự đồng cảm với người khác, ảo tưởng về những thành tựu của bản thân và nhạy cảm quá mức với những thất bại của mình. Những người ái kỷ thường tỏ ra tự cao tự đại, và chúng ta thấy rằng là nghe qua thì tưởng cái điều này là một người kiêu ngạo, nhưng mà thật ra đây là bệnh quý mài cho em. Bệnh ái kỷ nó là một dạng bệnh về cái sự yêu cái tôi ích kỷ của mình một cách thái quá. Chúng ta nghe có cái bệnh tự kỷ đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta lại nghe cái cụm từ đó là bệnh ái kỷ, tức là một người họ đề cao bản thân mình quá mức, nghe tưởng chừng như là một người gia trưởng, nhưng mà cái sự gia trưởng bình thường á, thì nó không có gì phải là đáng nói cả, nhưng mà đây là nó còn hơn cả một người gia trưởng quý vị. Thì nó xuất hiện ở người nam nhiều hơn là người nữ. Cho nên nếu chúng ta thấy rằng là mình là một người chồng mà có những cái điều này, thì tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy hạ mình xuống và xin Chúa ngài tha thứ cho cái tôi của mình. Và đa phần những người bị bệnh ái kỷ này họ không nhận biết rằng mình bị bệnh, họ cứ cho rằng tính tôi như vậy, nhưng mà thật ra đó là dạng bệnh và cần phải được Chúa thương xót và Chúa thay đổi. Thì hôn nhân, cái người vợ ở trong hôn nhân đó sẽ được phước hơn, bởi vì có người chịu lắng nghe mình, có người chịu san sẻ những cái nhu cầu của mình. Có những người nữ họ cảm thấy bị cô độc ở trong hôn nhân, dù là sống chung chồng với nhà sống sống chung ngôi nhà với chồng, nhưng mà sống sống chung với chồng trong một ngôi nhà, nhưng mà hai vợ chồng không thể san sẻ được, bởi vì người chồng giống như ở trên mây, còn mình thì tuốt ở dưới đây luôn. Hai người khó nói chuyện với nhau. Xin Chúa ngài thương xót và ngài chữa lành cho những cái sự ngăn trở đó, có những cái giống như là có những cái hàng rào, có những cái khoảng cách vô hình nó đã bị xây dựng từ trong gia đình của mình rất là nhiều năm, mà cho đến mãi bây giờ có thể qua lời Chúa chúng ta nghe, chúng ta hiểu được rằng là nó đã xuất hiện ở trong hôn nhân của mình đã lâu nay. Nếu chúng ta muốn tiếp tục hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy để Chúa Giêsu bước vào trong hôn nhân của mình, hãy để Chúa chữa lành và hàn gắn những cái vết thương đó, để Chúa ngài có thể lấy ra khỏi hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta những cái buồn bực, những cái tổn thương. Đừng để cho những tổn thương và cay đắng trong cuộc đời hủy hoại thiên mệnh của Chúa dành cho bạn. Đừng để cho những cái tổn thương và buồn bực trong tâm hồn của các bạn ngăn trở những phước hạnh thuộc linh mà Đức Chúa Trời muốn đổ xuống cho đời sống của bạn. Đừng để cho tấm lòng của chúng ta nó bị vấp phạm, bị tổn thương đến nỗi mà mình không thể bước đi theo Chúa được. Tại sao mà tổn thương nó lại nguy hiểm như vậy quý mài cho em? Bởi vì người tổn thương sẽ có xu hướng để làm tổn thương người khác. Người tổn thương sẽ không thể nào có thể thờ phượng Chúa một cách đúng đắn.
Giống như bí cảnh ở trong câu chuyện vừa rồi tôi kể, đó là khi bà trải qua nhiều cái sóng gió thăng trầm ở trong hôn nhân của bà, thì bà không thể tham dự được cái sự thờ phượng của người đã thật là chồng của mình. Bà chỉ có thể xem từ xa thôi. Cũng giống như ngày hôm nay có nhiều người họ không đến đến hội thánh, mà họ chỉ xem cái chương trình thờ phượng Chúa, xem lời Chúa qua chương trình livestream của Facebook. Dẫu rằng nhà của họ không xa với hội thánh, nhưng mà họ không muốn đến tham dự. Chúa không muốn chúng ta giống như những bi cành. Amen. Chúa muốn chúng ta tham dự vào trong sự thờ phượng đó. Nếu có tổn thương nào, có buồn bực nào, thì quý vị ơi hãy tha thứ. Hãy tha thứ cho những người gây ra tổn thương trong đời sống của mình. Nếu Mikan mà tha thứ cho chồng cũ của mình, tha thứ cho cha của mình, tôi nghĩ rằng là có lẽ bà sẽ không phải gặp những cái sự bất hạnh ở trong hôn nhân của bà đâu. Bà có phải bị chồng của mình rủa xả rồi bà trở thành một người gọi là vô sinh cho đến cuối đời của bà. Chúa muốn bước vào và Chúa muốn thay đổi tấm lòng của chúng ta, quý bà chị. Nếu tâm hồn bị tổn thương thì đời sống tinh thần lẫn thể xác của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu và ngược lại. Tâm hồn thịnh vượng thì đời sống thuộc thể cũng sẽ thịnh vượng. Bệnh tật cũng sẽ được Chúa chữa lành. Hôn nhân của chúng ta sẽ trở thành một cái cây mà Chúa đã trồng để Ngài có thể được vinh hiển. Amen. Cảm ơn Chúa, không có vết thương nào quá lớn đến nỗi mà Chúa không thể chữa lành cho chúng ta. Miễn rằng là khi chúng ta thành thật với Chúa, chúng ta mở lòng mình ra: Chúa ơi, con đã bị tổn thương, con đã bị phản bội, con đã bị lạm dụng, con đã bị người khác coi thường, con bị người khác khinh chê, người ta nói xấu con, người ta không muốn đến gần với con. Quý ông bà chị em ơi, hãy mở lòng mình ra để Chúa có thể bước vào và Ngài có thể chữa lành cho những đau đớn, đau khổ trong lòng của chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 147 câu 3, lời của Chúa nói rằng là Ngài rịch lành tâm hồn tan vỡ và băng bó các vết thương của họ. Đây là bản Kinh Thánh tiếng Việt năm 2011. Lời của Chúa nói rằng là Ngài rịch lành tâm hồn tan vỡ, băng bó những vết thương trong lòng của chúng ta. Có những cái vết thương quý mài chen mà chúng ta không muốn nhắc đến, hoặc là không muốn ai đụng đến, bởi vì khi đụng đến hoặc là nhắc đến thì nó sẽ có thể đau đớn cho chúng ta. Nhưng mà khi Chúa chạm vào, tình yêu của Chúa sẽ khóa lấp tất cả những cái đau khổ đó. Bao nhiêu ký ức đau khổ nó sẽ tan biến đi khi chúng ta mở tấm lòng của mình ra ở trong tình yêu, trong sự nhân từ của Chúa. Những cái buồn bực, những cái oan ức, những cái rác rưởi mà người ta đã đổ vào trong đời sống của chúng ta trước đây cũng sẽ được Chúa Ngài lấy ra khỏi lòng của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta sẽ hóa nên vui mừng, hóa nên sáng sủa hơn bởi vì có Chúa Giêsu bước vào ở trong linh hồn của chúng ta. Cho nên quý vị ơi, đừng bao giờ cố gắng để lê bước ở trong hôn nhân của mình, nhưng mà hãy thay vào đó chúng ta hãy dừng lại, chúng ta phân tích xem coi rằng là có phải thực sự tôi đã bị tổn thương ở trong đời sống của mình hay không? Tôi có một quá khứ đã từng bị người khác lạm dụng hay không? Nếu có thì xin Chúa chữa lành cho tôi. Tôi có một quá khứ bị người khác coi thường hay không? Người ta chê bai tôi là cái đứa nhà nghèo ít học, cái đứa chẳng ra gì không? Nếu có những cái lời như vậy nó vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí của chúng ta, thay vì chúng ta cố gắng chúng ta quên đi, quý mài chị em ơi, hãy cầu nguyện và cảm ơn của Chúa để bẫy gãy những cái lời ý tưởng đó trong đời sống của chúng ta. Và có một lời khuyên dành cho những bạn trẻ, đó là chúng ta đừng bao giờ chúng ta quan hệ tình dục bừa bãi. Tại sao vậy? Tại vì quan hệ tình dục bừa bãi nó sẽ gây ra tổn thương trong đời sống của chúng ta, ở trong hôn nhân của chúng ta rất là nhiều sau này, quý vị ơi. Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học, thì những bạn trẻ nào có một đời sống buông thả, quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ với nhiều người khác giới tính, thì những bạn trẻ đó luôn có một đời sống hôn nhân không hạnh phúc sau này. Tại sao? Tại vì theo tâm lý học, đó là có những cái tổn thương mà họ đã tiếp nhận từ những người tình của họ trước đây. Tại vì khi mà hai người ăn ở với nhau, ăn nằm với nhau, thì những cái sự ảnh hưởng trong tâm lý nó ảnh hưởng lẫn nhau. Người kia suy nghĩ sao mình sẽ bị lây và bị ảnh hưởng những suy nghĩ như vậy. Rồi khi mà hai người không còn quen nhau nữa, thì nó có những tổn thương để lại trong lòng của người còn lại. Và cứ thế,
chúng ta cứ lặp đi lặp lại người này qua người khác như vậy thì đời sống của chúng ta nó sẽ giống như là một đống rác vậy. Cho nên là người trẻ, là người thanh niên, chúng ta đừng bao giờ quan hệ tình dục bừa bãi. Và nếu chúng ta có người yêu ở trong Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa hãy gìn giữ đời sống của con trong sự trong sạch và thánh khiết, để đến ngày mà con có thể kết hôn được thì con sẽ tận hưởng được vị ngọt của hôn nhân mà Chúa dựng nên cho con. Amen. Tôi mong rằng là sau bài giảng này thì không có bạn trẻ nào đổi người yêu hết. Ở trong Chúa thì không bao giờ là quá muộn quý vị. Trong Chúa thì không bao giờ là quá muộn. Luôn luôn có thời gian, luôn luôn có cơ hội cho những ai biết ăn năn và trở lại với Chúa. Cho nên nếu chúng ta cảm thấy rằng mối hệ của chúng ta không đúng đắn, hoặc là mình nghiêm túc mình nhìn thấy rằng là nó không đến từ Chúa, hãy cứ giảng dị nó với Chúa. Chúa còn muốn dừng lại đây, còn muốn dừng lại cuộc chơi. Xin Chúa cho con có thể gặp được người tốt hơn, được không quý mà cho em? Được chứ, đúng không? Mà trong Chúa mà có thể là mình nhìn thấy một người đó, nhưng mà trong mắt của Chúa, Chúa nhìn thấy hơn 4 tỷ người khác ở trên thế giới này, đúng không? Dĩ nhiên chúng ta không phải là người mà kiểu mà mình hướng ngoại, mình dễ đến rồi dễ đi. Tôi không nói như vậy. Nhưng mà chúng ta nếu nhận biết đó không phải là người Chúa chọn cho mình, hãy can đảm nói với Chúa: Chúa ơi, xin cất nó ra khỏi con, để con có được người đúng theo ý muốn của Chúa. Trước khi mà tôi cưới vợ tôi đó, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, tuần sau là con lên xe bông với vợ con rồi. Và nếu mà người nữ này không phải là vợ của con mà Chúa chọn cho con đó, xin Chúa ngài can thiệp và Chúa ngài cắt đứt nó ngay từ bây giờ. Hoặc là trước khi con bước vào trong thánh đường, con cử hành hôn lễ với người nữ đó, tức là vợ tôi bây giờ đó, xin Chúa ngài cho nó không thành. Tại vì con luôn luôn mở rộng tấm lòng của con ra để con cầu hỏi Chúa người đó có phải là người Chúa chọn cho con không. Nếu không phải Chúa chọn thì bây giờ con có chia tay thì có thể đau đó, nhưng mà con không bao giờ hối tiếc, bởi vì con biết rằng điều đó đến từ Chúa. Và cảm ơn Chúa, trong vòng 1 năm thôi là tôi đã biết rằng đó là vợ của tôi. Và cảm ơn Chúa rằng từ đó cho đến nay chúng tôi kết hôn với nhau được hơn 15 năm. Dạ. Yeah. Nó đau thầy á, đau cái này nó cứ cô cổ lòng đau cái này. Đó nhìn thầy vô cũng có vậy. Dạ, cảm ơn Chúa, nhờ ơn Chúa mà lấy vợ xong là đẹp ra, đẹp trai phong độ hẳn ra. Công nhận tôi phải nói rằng là vợ tôi rất là can đảm luôn. Dám lấy vợ tôi, dám lấy tôi. Nhưng qua đó tôi mới thấy rằng là vợ tôi rất là khôn. Tại vì vợ tôi lấy tôi lúc mà tôi không có cái gì hết. Vừa xấu, vừa đen, vừa ốm. Rồi vừa gì? Vừa dở, nói chung là không có cái gì hết từ con số 0. Nhưng bây giờ thì cảm ơn Chúa, sau khi trải qua một khoảng thời gian chung sống với nhau hơn 15 năm thì Chúa ban cho chúng tôi được thỏa lòng. Và được có những đứa con rất là dễ thương, rất là phước hạnh. Cảm ơn Chúa, bởi vì đó là nhờ ân điển của Chúa. Chứ nếu mà lúc đó mà tôi có đầy đủ như bây giờ đó, có lẽ thì lịch sử nó khác rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ngay trong cái chỗ mà mình không có gì mà mình vẫn yêu thương nhau, quý vị, đó mới thật sự là tình yêu. Yêu nhau không phải vì vụ lợi, không phải vì cớ có tiền hoặc là có của cải, hay là có cái gì gọi là cái ích kỷ của mình hết. Chúng tôi đến với nhau bởi vì cớ chúng tôi yêu nhau. Cảm ơn Chúa, khi chúng tôi đến ở trong ý muốn của Chúa thì Chúa ngài ban phước cho sau một thời gian thì cho được đầy dẫy. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng là các bạn trẻ trong thánh chúng ta cũng sẽ có một hôn nhân phước hạnh giống như chúng tôi đã có. Tí chậm mà chắc, phải cầu nguyện với Chúa
Hãy nhớ nha, phải cầu nguyện với Chúa thì mới thành công được. Chứ đừng có cậy rằng, ôi mục sư yên tâm, em đẹp trai, em ăn nói ga lăng, em mà ra tay một cái thôi là cô nào cũng đổ hết. Đừng bao giờ mình cậy mình. Khi mà tôi yêu vợ tôi đó, đây tôi chỉ cho những bạn trẻ nha, những bạn nam nè, chúng ta mà biết rằng đó là người Chúa chọn cho mình đó, đừng tự cao. Tại vì Chúa nói như thế nào? Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Đôi khi mình nghĩ rằng mình có thể chinh phục được cô ấy, nhưng mà cuộc sống mà ai biết trước tương lai, đúng không? Chưa lên xe bóng là chưa có nói gì hết. 30 chưa phải là Tết. Cho nên mình đừng có nói mình tài, nhưng mà hãy nói với Chúa: Chúa ơi, xin giúp đỡ con. Nếu đó là người Chúa chọn cho con, xin Chúa giúp cho con được chiến thắng. Và cứ mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa. Trong suốt một năm tôi quen vợ tôi là tôi cầu nguyện với Chúa. Trước khi mà tôi đi gặp vợ tôi là tôi trên xe, tôi vừa lái xe vừa cầu nguyện với Chúa, chứ không phải là mình cứ tự tin mà mình đi gặp đâu. Cầu nguyện với Chúa và cảm ơn Chúa rằng là trong mọi sự Chúa đều có sự mở đường, từ tình cảm cá nhân của chúng tôi với nhau, mà cũng vừa từ phía hai gia đình nữa, gia đình của ba mẹ tôi và gia đình của mẹ vợ tôi. Cả hai bên gia đình đều yêu quý nhau và đều mong muốn rằng chúng tôi đến với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái chuyện cưới xin đó là chuyện quan trọng cả đời, và chúng ta cần phải nghiêm túc ở trong sự cầu nguyện nhờ cậy Chúa thì chúng ta mới thành công được. Amen không quý bạn chị em? Amen không quý? Tôi không biết tôi có chia sẻ điều gì mà nó có Phật ý em thì dạ. Hay là sáng giờ cô ấy chưa có nhắn tin cho mình đúng không? À vậy hả? À, tôi tưởng rằng là cô ấy sáng giờ chưa nhắn tin cho mình thì Rồi cảm ơn Chúa. Chúa ngài cũng nói trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến 29 như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy áp của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Có những khi áp lực, căng thẳng, sợ hãi, rồi nhiều khi chúng ta cảm thấy bị khủng hoảng đến nỗi mà mình không thể chịu đựng nổi, thì quý ông bà trẻ ơi, hãy chạy đến với Chúa và trao tất cả những gánh nặng đó cho Chúa của chúng ta. Hãy trao tất cả những gánh nặng, những lo lắng, những nước mắt của chúng ta cho Ngài, rồi Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy rằng là giới trẻ đó, họ không có thường xuyên chạy đến với Chúa để trao gánh nặng cho Chúa nữa, nhưng mà họ trao gánh nặng cho Facebook. Đây là một thực tế. Nhiều khi buồn vợ, buồn chồng gì đó, cái là những người trẻ nha quý vị nha, họ cứ đăng lên. Và thế là tôi phải làm gương ở trong cái việc này. Cái gì tốt mình khoe ra, cái gì xấu thì che đi. Nha em chắc, nha em gái nha. Mình than vãn ở trên Facebook nó không có lợi cho mình. Tại sao vậy? Tại vì kẻ thù của mình nó cười hả hê, thấy chưa, thọt một cái thôi nó khóc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng nó cười kha kha kha, trong khi đó mình ôm với gối, mình buồn, mình gặm nhấm nó buồn đó. Chỉ vậy quý mai chị em ơi, chúng ta đừng bao giờ để cho ma quỷ nó cười kinh chê chúng ta, nhưng mà hãy trao dâng cái điều đó cho Chúa. Nhớ nha quý vị, đây là nguyên tắc nè, chúng ta chỉ được phép khóc với Chúa, chỉ được phát bày tỏ sự cố của mình với Chúa, chứ đừng bao giờ mà chúng ta khóc ở trước mặt ma quỷ, hoặc là chúng ta tỏ cái sự cố của mình trước mặt ma quỷ. Tại vì lúc đó chúng ta sẽ bị nó ngồi lên đầu, lên cổ chúng ta, nó còn cười, nó còn khoái chí đó quý vị ơi. Và Facebook là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta sử dụng nó đúng cách, chúng ta sẽ có thể khích lệ và gây giận cho nhiều người, thậm chí là nó cũng ích lợi cho bản thân chúng ta nữa. Nếu ai đó họ muốn tuyển dụng chúng ta, họ sẽ lướt cái trang cá nhân của mình, họ thấy wow, cái người này sao mà sống tích cực quá, sao mà đầy trang năng lượng tích cực, thì họ cũng sẽ thích để làm việc với chúng ta. Còn nếu mà nhìn trên trang Facebook của mình thấy toàn là than thở, mệt mỏi, buồn phiền, thì chúng ta đang làm cho cái hồ sơ của mình đó, nó bị yếu đi nhiều hơn. Và cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết cách khôn ngoan để sử dụng Facebook một cách hiệu quả và có lợi cho bản thân mình. Amen. Rồi cảm ơn Chúa.
Có những cái bước chúng ta có thể chiến thắng sự tổn thương, chán nản và ngã lòng. Thứ nhất là hãy để linh hồn của chúng ta, tâm trí của chúng ta nương dựa trên lời của Chúa. Hãy luôn luôn để cho tâm trí của mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong sự bình yên trọn vẹn vì chúng ta nhờ cậy Chúa. Ê-sai đoạn 26 câu 3. Hãy luôn luôn học lời của Chúa để tâm trí của chúng ta có lời của Ngài. Chúa ơi, bây giờ bạn của con nó coi thường con, bây giờ con phải làm sao đây Chúa? Ngay lập tức trong tâm trí của chúng ta nó có câu đó là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn, và trên các sự cầu xin của mình trước với Trời. Quý vị thấy không? Tôi có thể thuộc lòng à. Cho nên là quý vị cũng hãy học theo cách như vậy. Hãy thuộc lòng Kinh Thánh ở trong tâm trí của mình khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Thay vì mình lúc đó không biết là mình phải làm sao đây, mình gặp ai để tư vấn đây, thì chính lời của Chúa sẽ là mưu sĩ đầu tiên của chúng ta. Lời của Chúa sẽ tư vấn cho chúng ta ngay đầu tiên. Thứ hai đó là đừng để hoàn cảnh quyết định bạn là ai, nhưng bạn là ai tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bạn với Chúa. Dù là chúng ta sinh ra là con nhà nghèo, hoặc là một người ít học, hoặc là một người thuộc về dân tộc thiểu số, nhưng mà nếu chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, thì Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành, mục đích tốt lành dành cho cuộc đời của chúng ta. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 chép rằng là vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Ý tưởng của Chúa dành cho con cái của Ngài đó là ý tưởng bình an. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa ban phước cho con gái của chủ nhà tại đây được có một chương trình tốt lành để đi du học ở tại Philippines. Sau nhiều cái sóng gió trong việc học hành của bé Ngọc, thì Chúa Ngài đã đem bé Ngọc qua bên Philippines để học ở trong một cái môi trường rất là tốt. Thậm chí là chủ nhà cũng cảm thấy rất bất ngờ khi mà con gái của mình có thể học ở trong môi trường tốt lành như vậy. Rồi mọi chi phí khác Chúa đều sắm sửa, Chúa đều lo liệu đầy đủ hết, không thiếu bất cứ điều gì hết. Do đó chúng ta thấy rằng là chương trình của Chúa là tốt lành. Cho dù có thể bây giờ chúng ta đang bị nợ nần, rồi chúng ta đang gặp nhiều khó khăn hết trong tài chính, nhưng tin cậy rằng là không có cái điều khó khăn nào có thể ngăn trở được cái chương trình tốt lành của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Amen. Việc nó đến thì nó sẽ đến, và không có quyền lực của ma quỷ nào có thể ngăn trở được chương trình tốt lành đó, chương trình bình an đó ở trên cuộc đời, trên gia đình, ở trên con cái của chúng ta. Điều thứ ba đó là hãy nắm chặt lấy những lời hứa của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Hãy cầm giữ cái sự làm chứng về sự trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng với chúng ta là thành tín. Hebreo đoạn 10 câu 23. Và hãy điều thứ tư đó là hãy tự nhủ bản thân rằng là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi làm được mọi sự nhờ Ngài là Đấng ban thêm sức cho tôi. Ân điển của Chúa cho tôi là đủ rồi, và Ngài là tất cả cho đời sống của tôi. Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi được mạnh mẽ. Amen. Hãy tự nhủ bản thân của mình như vậy, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hebreo đoạn 10 câu 36 chép rằng là vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm thấy muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Đừng bao giờ nghĩ đến việc ly dị quá sớm, nhưng mà hãy nhịn nhục, hãy chịu đựng. Có thể là bây giờ bão nó hơi lớn một chút, nhưng mà sau một thời gian khi bão nó êm rồi, chúng ta sẽ đủ tỉnh táo để chúng ta nhìn lại ra vấn đề. Vấn đề này nó thuộc về mình. Cái vấn đề này nó không phải thuộc về mình hoặc là về vợ của mình, nhưng mà nó thuộc về cái vấn đề khác. Cho nên khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta biết được cái nan đề nằm ở đâu, chúng ta giải quyết được nó đó quý vị, thì hôn nhân của chúng ta nó sẽ được phục trở lại. Điều thứ năm đó là hãy đến gần với Chúa và đầu phục Chúa, trao dâng một cái nặng của mình cho Chúa. Thi Thiên đoạn 55 câu 22 chép rằng là hãy trao cái nặng ngươi như Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rung động. Và Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 7 chép rằng là lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa nói với chúng ta hãy trao Chúa gánh nặng, trao gánh nặng cho Chúa đi quý vị. Vợ của mình có thể là gánh nặng, chồng của mình có thể là gánh nặng, có thể là cái sự khủng hoảng trong hôn nhân của mình cũng đang là một gánh nặng. Mình có thể ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng quý vị ơi, hãy trao cho Chúa đi, rồi Chúa sẽ làm phép lạ. Tôi xin Chúa Ngài can thiệp vào trong hôn nhân của chúng ta, để qua hôn nhân của chúng ta mà dòng dõi của chúng ta sau này sẽ được phước.
Khi chúng ta trải qua những sóng gió với nhau trong tình yêu với nhau và tình yêu với Chúa đó quý vị, thì một thời gian sau chúng ta quay nhìn lại cái quãng đường mình cùng nhau đi qua đó, chúng ta sẽ thấy phước hạnh vô cùng. Con cháu của chúng ta sau này nó cũng sẽ nhìn vào trong tấm gương của chúng ta và nó sẽ học theo tấm gương đó. Và nó sẽ biết ơn Chúa bởi vì cớ chúng nó đã có những người cha, người mẹ tin kính Chúa. Tôi được đứng vững và được phước ở trong chức vụ ngày hôm nay, đó cũng là bởi vì tấm gương tin kính và tấm gương yêu thương của ba mẹ tôi dành cho nhau. Tôi vẫn thấy ba mẹ tôi vẫn chở nhau đi hầu việc Chúa, rồi ba mẹ tôi vẫn yêu thương nhau theo lời của Chúa. Dĩ nhiên trong quá trình chung sống với nhau thì ba mẹ tôi vẫn có những cái va vấp với nhau, có những cái va chạm với nhau, nhưng mà sau mỗi lần mà họ xử lý vấn đề thì họ yêu thương nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, và điều đó nó trở thành bài học cho chính hôn nhân của tôi ngày hôm nay. Nên tôi kính lạy quý vị, những ai chúng ta đang có hôn nhân và chúng ta thật sự yêu vợ yêu chồng của mình thì chúng ta hãy đến với Chúa, hãy quỳ gối ở trước mặt Chúa, hãy chờ đợi Chúa hành động và thăm viếng ở trên hôn nhân của chúng ta, bởi vì không điều gì là quá khó khăn với Chúa của chúng ta cả. Nếu vấn đề nằm ở người vợ người chồng thì lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy dùng cái cách ăn nết ở của chúng ta để cảm hóa người ấy. Có thể bây giờ người ấy chưa nhìn thấy được cái giá trị trong đời sống của chúng ta, nhưng khi chúng ta thay đổi thì người vợ người chồng của chúng ta cũng sẽ được thay đổi bởi đức hạnh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ xin mời quý vị cùng nhìn lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa ngài thăm viếng tấm lòng và đời sống của những anh chị em, những con cái Chúa là vợ là chồng đang có hôn nhân, chúng ta có những gánh nặng, chúng ta đang có những tổn thương mà chúng ta có thể chỉ mình chúng ta với Chúa biết thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy quyết định tha thứ cho những ai đã từng làm tổn thương chúng ta. Có thể là người vợ, có thể là người chồng, là người gây ra tổn thương trong đời sống của mình. Hãy tha thứ cho họ thì chúng ta sẽ được tha thứ và hôn nhân của chúng ta sẽ được phước trở lại và nó sẽ được kết thúc ở trong ý muốn của Chúa. Hãy là người có sự bắt đầu và cũng là có sự kết thúc ở trong ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời là Alpha và Ngài cũng là Omega, là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Xin Chúa cho chúng ta có hôn nhân cũng có thể có một khởi sự và cũng sẽ có một kết thúc tốt lành ở trong ơn của Chúa. Để Chúa yêu dấu chúng con, những phút này chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con nghe lời của Chúa và chúng con biết rằng chúng con còn có nhiều yếu đuối và khiếm khuyết. Đây Chúa, hôn nhân của chúng con là do Chúa ban cho, và Chúa là tác giả, là chủ của tình yêu hôn nhân gia đình con người chúng con. Và ma quỷ là kẻ thù chúng con, nó gây ra những sự lộn xộn xào xáo, những bất trắc, những xung đột, những sự bất hòa, những sự cãi lẫy cũng như là những sự hiểu lầm ở trong gia đình của chúng con. Đây Chúa, cho dù là nan đề đến từ đâu hoặc là như thế nào chăng nữa thì chúng con vẫn tin cậy Chúa rằng Chúa là Chúa là chủ của hôn nhân của chúng con. Xin Chúa ngài chúng con được hạnh phúc ở trong hôn nhân của mình, là hôn nhân mà Chúa ban cho chúng con. Đây Chúa, con cầu nguyện xin tình yêu của Chúa ngài tiếp tục đổ đầy ở trong những tấm lòng của những người chồng, người vợ hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa ngài cho tình yêu của chúng con được gia tăng trở lại, cảm xúc của chúng con hưng phấn trở lại, chúng con có những sự tươi mới trong cái nhìn đối với nhau. Chúa ơi, chúng con không nhìn nhau với ánh mắt của xác thịt, nhưng mà chúng con nhìn nhau trong cái nhìn của lời Chúa, chúng con nhìn nhau theo cái nhìn của sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng con. Đây Chúa, xin hãy cho chúng con được mở mắt ra để chúng con được nhìn thấy ánh sáng của Chúa ở trong gia đình của chúng con. Có Ngài chúng con có được tất cả. Không có Ngài thì hôn nhân của chúng con, cho dù có nhiều tiền, cho dù có nhiều vật chất, có nhiều những cái điều của thế gian này chăng nữa, nhưng mà nếu không có Chúa thì hôn nhân của chúng con cũng chẳng có phước gì cả. Chúa ơi, xin cho chúng con nhìn thấy rằng có Chúa là có tất cả ở trong hôn nhân của chúng con. Chúng con cần có sự đụng chạm của Ngài ở trong hôn nhân của chúng con, đụng chạm đến tấm lòng của những người chồng, người vợ, nhất là những ai chưa tin Chúa, chưa đầu phục Ngài. Xin Chúa hãy đụng chạm đến tấm lòng của những người ấy, Chúa ơi, để qua lời của Chúa buổi chiều nay, chúng con nhìn thấy được Chúa ngài có thăm viếng, Chúa có ban ơn, Chúa có nâng đỡ chúng con. Và những ai chúng con đang đứng trước bờ vực của sự phá sản về hôn nhân, để Chúa sẽ thương xót họ và ngài cho họ có được một cái nhìn nghiêm túc đối với những quyết định của mình, hầu cho họ không gây ra những sự sai lầm ở trong chính hôn nhân của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ngài can thiệp vào trong những hôn nhân của
Con cái Chúa giờ phút này ở trong hội thánh này, xin tình yêu của Chúa trang chứa trong lòng của chúng con, để chúng con được rất lành những cái tổn thương, những cái đau khổ, những cái sự đau thương mà chúng con từng trải qua trong quá khứ. Xin đừng để cho quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại của chúng con. Xin đừng để cho những vết thương ở trong quá khứ nó ngăn trở chúng con bước lên ở trong những nấc thang tiếp theo ở trong tương lai. Lạy Chúa, xin cho chúng con được tiếp tục tiến lên trong ơn của Ngài, và không có sự tổn thương nào, không có bất cứ một cái quá khứ nào có thể ngăn trở chúng con được tiến tới trong ơn của Chúa. Lạy Chúa, chúng con công bố rằng tất cả những tổn thương đó nó phải chấm dứt ở trong đời sống của chúng con. Sự chữa lành của Chúa đến cho những cái vết thương lòng của cả hai vợ chồng, Chúa ơi. Có những cái sự hụt hẫng, có những sự đau khổ, có sự chán nản, thất vọng, có những cái điều mà chúng con trải qua không ai có thể hiểu được, như là những sự phản bội, như là những sự khinh chê, coi thường. Lạy Chúa, xin hãy thăm viếng rời chạm để chúng con lúc này, chạm đến nỗi đau sâu thẳm ở trong lòng chúng con, để chúng con sau khi được Chúa địch làm thì tấm lòng của chúng con có thể bình thường trở lại, và chúng con có thể bước đi theo Ngài, thậm chí là chạy theo Ngài mà không bị đau nhức gì ở trong tấm lòng của chúng con cả. Cảm ơn Chúa vì không có điều gì mà không thể đối với Đức Chúa Trời chúng con. Lạy Chúa, chúng con công bố rằng tương lai tươi đẹp đang đến trên đời sống của chúng con. Một tương lai tươi sáng đang đến trên hôn nhân của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài và chào đón sự phước hạnh của Chúa đến trên hôn nhân của chúng con. Cảm ơn Chúa, chúng con công bố rằng sự sống của Chúa sẽ làm sống lại hôn nhân của con cái Chúa giữa hôm nay. Những sự đã chết ở trong hôn nhân chúng con sẽ được sống lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, và tình yêu của chúng con sẽ được trở lại như lúc ban đầu. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài, Chúa ơi, xin hãy làm đi, hãy làm đi Chúa ơi, những việc phước lành, những việc lớn lao của Ngài ở trên hôn nhân của chúng con, để hầu cho qua hôn nhân của chúng con mà dòng dõi của chúng con sẽ được phước, và con cháu của chúng con sẽ trở thành những người tương thành ở trên đất này theo như lời của Chúa. Còn cảm ơn Ngài vì Chúa được vinh hiển qua hôn nhân gia đình của chúng con, vì tình yêu của Chúa cũng được bày tỏ xuyên qua đời sống vợ chồng của chúng con trước mặt những người chưa tin Chúa khác, để hầu cho danh của Chúa được cao trọng, và nhiều người sẽ có thể ngợi khen Chúa bởi vì họ nhìn thấy được hôn nhân của chúng con được phước thế nào ở trong Chúa Giêsu. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua tất cả mọi sự chúng con làm. Còn cảm ơn Cha, và chúng con cùng nhau hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.